Tội phạm cướp giật tài sản luôn rất nguy hiểm. Tính chất nguy hiểm của loại tội phạm này thể hiện ở chỗ các đối tượng có thể gây án liên tục, liều lĩnh, dã man và manh động. Thành phần gây án cũng thường là những đối tượng cộng cán có tiền án tiền sự, ra tù vào tội. Công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh bắt 3 đối tượng gồm Nguyễn Hà Đông, sinh năm 1986, Huỳnh Công Bằng, sinh năm 1989 và Lê Hồng Thanh, sinh năm 1987 để điều tra làm rõ các hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Quá trình bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội như dao, liềm, mỏ lết, tuyếp mở buji dùng để bẻ khóa cửa nhà, 2 xe mô tô, trên 10 triệu đồng tiền mặt, 4 điện thoại di động các loại. Trong vụ trộm tại ấp Long Hải, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, nhóm này lấy trộm tài sản gồm 1 laptop, 40 triệu đồng, 2 hột xoàn, 1 cặp bông tai, 1 camera. Để thực hiện cướp giật tài sản, Bằng điều khiển xe mô tô chở Thanh. Khi đến khu vực gần chợ Long Hải, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, phát hiện bà Dê, 65 tuổi, đang điều khiển xe mô tô. Thấy bà Dê đeo sợi dây chuyền vàng, các đối tượng bám theo sau. Khi đến đoạn đường vắng, Bằng điều khiển xe áp sát để Thanh giật sợi dây chuyền. Sau đó, cả hai nhanh chóng tẩu thoát. Sau khi cướp giật được dây chuyền, cả hai mang đến một tiệm vàng trên xã Bảo Năng, huyện Dương Minh Châu bán được 17 triệu đồng. Chúng chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Qua test nhanh, phát hiện cả 3 đối tượng đều dương tính với ma túy và từng có 2 đến 3 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy và cướp giật tài sản. Các đối tượng vừa mới chấp hành xong án phạt tù. Thường là những một số cái đối tượng mà có cái nhân thân xấu, rồi là nhận thức hạn chế, rồi là có cái nhu cầu thỏa mãn để thỏa mãn những cái nhu cầu thiếu lành mạnh của mình, thì họ sẵn sàng thực hiện tội phạm, thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, và họ rủ nhau để thực hiện hành vi này. Và khi thường ấy, là các đối tượng thường là thực hiện được một vụ rồi thì lại có xu hướng thực hiện tiếp tục nhiều vụ khác, bởi vì nhất là những vụ đầu nó thấy dễ dàng thì nó trượt theo cái hướng đó, tức là người ta thấy đối tượng dễ. Cái thứ hai là cái nhu cầu càng ngày nó càng tăng lên, nghiện hút, cờ bạc, rượu chè. Tại tỉnh Bình Dương, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 2023, anh Phạm Đức Duy và Bùi Hữu Bách cùng ngụ tại phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, ngồi chơi tại khu vực bờ kè đang thi công thuộc khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân thì bất ngờ có 2 nam thanh niên điều khiển xe máy Exciter đi đến, tự xưng là hiệp sĩ đường phố và yêu cầu kiểm tra hành chính. Lo sợ trước hành động của hai đối tượng, hai anh đã đưa 2 chiếc điện thoại Oppo A77S và iPhone 11 Pro Max cho hai đối tượng. Nhận tin báo, đội phòng chống tội phạm thành phố Đồng Xoài phối hợp với công an địa phương tổ chức truy bắt ngay trong đêm. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ được 2 nghi can cùng tang vật là 2 chiếc điện thoại chúng chiếm đoạt trước đó và chiếc xe mô tô phương tiện gây án. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận là Nguyễn Tiến Quỳnh, 22 tuổi và Nguyễn Văn Mạnh, 23 tuổi. Cả hai đều đã có tiền án, mới ra tù, không có việc làm ổn định và sống lang thang. Test nhanh, cả hai đều dương tính với ma túy. Một loạt những cái vụ cướp xảy ra trong cái thời điểm vừa qua cho thấy rằng là các cái đối tượng cũng bất chấp điều kiện hoàn cảnh, bất chấp những cái khó khăn và bất chấp cái tính mạng, sức khỏe cũng như là tài sản của người khác để thực hiện cái hành vi phạm tội đến cùng. Thậm chí là chúng cũng thay đổi rất nhiều những cái phương thức thủ đoạn và chúng cũng không từ một cái nạn nhân là ai cả. Tại tỉnh Đồng Nai, 6 đối tượng bị công an huyện Trảng Bom bắt khẩn cấp và tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản gồm Thân Thế Huỳnh, Phạm Quốc Anh Hào, Thân Thế Hùng, Nguyễn Hoàng Bảo, Ngô Văn Thành và Nguyễn Mai Vũ Hảo cùng chú huyện Trảng Bom. Đây là nhóm đối tượng tuổi đời còn nhỏ, lớn nhất 28 tuổi, nhỏ nhất 19 tuổi. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản táo bạo, thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt và manh động ở địa bàn liên huyện. Nạn nhân mà chúng thường lựa chọn là người đi một mình hoặc chị em phụ nữ đi vào những cung đường vắng. Chúng tôi là người không nghề nghiệp,
Chúng tôi thường hay đi xe gắn máy trên địa bàn huyện Trảng Bom và Long Thành. Tôi và Huỳnh và Bảo và Hùng thường đi trên những địa bàn đó tìm những ai sơ hở, áp sát để cướp giật tài sản. Tiền chúng tôi cướp giật tài sản để tiêu xài cá nhân và mua ăn nhậu. Cơ quan công an xác định nhóm đối tượng trên thực hiện hơn 10 vụ cướp giật tài sản. Tài sản mà các đối tượng chiếm đoạt được gồm hàng trăm triệu đồng tiền mặt, nhiều điện thoại, túi sách, trang sức có giá trị khác. Sau khi gây án, các đối tượng lấy tiền chia nhau, riêng tài sản, giấy tờ của các nạn nhân chúng thường vứt đi để phi tang. Đối với các vụ việc trên thì chúng tôi xin khuyến cáo người dân khi ra đường thì cũng không nên mang theo nhiều tài sản có giá trị. Khi mang dây chuyền thì phải mặc áo khoác, áo có cổ để hạn chế sơ hở cho đối tượng lợi dụng để mà cướp giật tài sản, hoặc là có giỏ sách thì chúng ta bỏ vào trong cốp xe để an toàn cho trong quá trình lưu thông. Chẳng may khi mà bị các đối tượng cướp giật tài sản thì chúng ta nhanh chóng và nhìn rõ đặc điểm về cái phương tiện các đối tượng sử dụng và cái đặc điểm dáng người của đối tượng và nhanh chóng đến cơ quan công an gần nơi gần nhất để mà trình báo vụ việc. Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác hơn nữa trong phòng ngừa. Khi tham gia giao thông không mang theo tài sản quý, nếu có nên cất vào cốp xe, không nghe điện thoại trên đường. Người dân cũng cần nâng cao ý thức cảnh giác khi đến những địa bàn vắng vẻ, đi lại vào ban đêm. Tại nhà, các gia đình nên đóng, khép cửa khi tối trời, đề phòng kẻ gian nhòm ngó, manh động gây án.